sao? Vào đấy á. Ngồi á. Ngồi lùi xuống. Em ở đây nhá. Em băm ở đây cho mẹ nhá. Đây, em băm nhá, băm chỗ này nhá. Mẹ nhá. Ừ.
Thế này chứ. Con ơi, về đây luôn, về đây nhanh nhanh. Về đây, lui về đây. Không được ra ngoài kia nhá. Mẹ ở đây mà. Đi đâu, đi đâu, đi đun thuốc cho ông đó, mẹ mẹ bế nào. Ở đây thì cầm đây, cầm đây, cầm đây. Đứng dậy. Bỏ xuống.
nha cô ơi. Nãy 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 đũa cho mẹ rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Sắp bị mẹ đánh rồi. Sắp bị mẹ đánh rồi. Du 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 du, cẩn thận ngái nha. Cun cun cun. Nước thuốc mà, nước thuốc của mẹ mà, của ông mà. Ai hư thế? Mày hư chứ, ngã bụp nhá. Ngã bụp mẹ không biết nhá. Xuống. Xuống ngồi ở dưới này. Ọp đây, ọp xuống đấy đây. Vừa đi đâu về? Mũi thôi, để lau mũi đi. Mũi. Không nghịch nha, làm vỡ cho mẹ nha. Cầm lên cho mẹ với.
chỗ nào? Chỗ nào? Đấy. Để im ơi, im ở đây nó ngồi im. Con đây, ông ơi, kín nào, ông ơi. Buồn ngủ lại, em buồn ngủ ơi. Đây, đây, của em đây. Cay mắt à? Sao đấy? Thảo ơi. Ăn chứ, ăn chứ. Nó ngon chứ, đây này. Ăn thịt ngon ngon chứ. Im ạ. À, một miếng to. À, chậu, 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 chậu. Mẹ ăn đây, nhanh lên. Mẹ nhắm mắt nha, mẹ nhắm mắt em ăn nào. Mẹ nhắm mắt em ăn nào. Giỏi quá. Giỏi quá. Cung cả. Giỏi quá. Ông chín ơi. Ông mua mua hàng lại á, thôi ý thôi một ông cổ về mới hết bỏng tay phải. Được không có nhiều ông này, chính sống với ông trai đó luôn mới. Em à. Ở đâu rồi? Giải quá. Há mồm, mẹ nhắm mắt rồi nha, mẹ nhắm mắt rồi nha. Há mồm nào. À há. Đấy. Cho ông non trai đấy. Sao luôn mới hay bỏng lắm.
Nhé. Đổ gạo đổ ấy ngô xuống của cháu 7 cân chú ạ. Vâng. Cân. Chuẩn hết đi. Đấy. 7 cân cái bao đấy nó vừa tầm. Vâng. Và nó mới ngon. Cho kho. Vâng. Thank you.
đây ngọt ngào vàng da màu luôn, đẹp lắm đấy. Có làm trên sau thì ngọt đi, ngọt thì mang cốc đi, ngọt mang cốc ăn ổ cốc ra. Ô hay lắm ha, con nghe con bó của cô đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Lấy gì? Tí mẹ chị. Bấm. Bấm. Yeah.
Mẹ đòi đồ chơi. Lấy cái này, lấy cái này đã, tí nữa lấy đồ chơi. Được rồi. Ui, đẹp trai đấy. Đẹp trai đấy.
xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chị cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá.